Trên này là cái phòng ngủ ở trên này nè. Đó, người ta sẽ làm bằng dáng như thế này. Đó. Mỗi một cái căn phòng như thế này là một hộ gia đình. Được nè. Lần đầu tiên làm cái công việc này rất là lớn để chúng ta có thể thích nghi với mọi cuộc sống khó khăn và mọi hoàn cảnh gian khổ nhất. Hồi anh Apu ở đây. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại miếu Ba Cô, cái ngôi miếu khá là linh thiêng ngay tại Batam, Indonesia. Và phía sau lưng này là cô bác của anh chị. Và hôm nay thì để tìm hiểu về tại sao ở đây có miếu Ba Cô thì Bùi Hồ mời cô bác của anh chị cùng tìm hiểu về một cái ngôi miếu Ba Cô tại tên Việt Nam ngay tại đất nước Indonesia nha. Anh Abu là bảo vệ của đảo Ga Lăng. Và anh thì trong video trước cũng đồng hành với mấy anh em, cũng khá là nhiều những cái thông tin anh chia sẻ thì rất là hay. Thì ấn tượng của tụi em á anh, thì khi đến đây thì thấy là giống như là một làng quê thu nhỏ của Việt Nam vậy. Người Việt khi mà sinh sống tại đây á, đã lập nên nhà thờ nè, chùa nè, bệnh viện nè, chùa một mất đâu chứ vậy, chùa Cầu Đài có, dạ, có chùa Cầu Đài luôn, chùa về chùa Kỳ Việt, chùa người Miên á, xong rồi Nam Tông ha, xong rồi nhà thờ Đức Mẹ, ở trên nơi đó, ở trên đó ngoài sau đó có Hoàng Âm Tử. À, anh Abu á, thì cũng biết nhiều về Việt Nam nè. Thì anh có biết là ở Việt Nam cũng có miếu Ba Cô không? Ở Việt Nam... Ôi, khỉ ha? Chà, cái đó tôi không biết. Ở Việt Nam không biết, còn không? Em thông tin với anh là ở Đà Lạt, ở trên đường lên Đà Lạt á, ở đèo Bảo Lộc đúng không anh Phong? Đèo Bảo Lộc, đường lên Đà Lạt nha, Đà thành Lạt. Phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Cũng có một ngôi miếu tên là miếu Ba Cô. Miếu Ba Cô luôn á? Cũng là ba cô gái đồng trinh mất trên đường về quê. Thì không biết là miếu ở đây có giống như vậy không anh? Cái này là ba cô như nó tứ tử. Tự tử. Nó lai dậy cúc. Dạ. Xong rồi nó lên, nó cúc nó ở trên cây đó. Xong rồi nó nhảy xuống. Nhảy xuống. Tức là anh đang mô tả là treo ở trên cây. Dạ. Treo cổ rồi treo cổ. Nhảy xuống. Dạ. Là tự tử. Tự tử. Lý do vì sao anh có biết không? Nhưng mà nghe mấy người bạn nói là không chịu về Việt Nam. Muốn về Việt Nam không có ai gì đó ở bên Việt Nam đó. Bà mẹ nó cũng chết rồi. Gia đình cũng không có luôn. Đây thì mọi người thấy là rất là thân quen đúng không? Tiếng Việt có dấu đàng hoàng luôn là miếu Ba Cô. Một ngôi miếu nằm ở ngay Indonesia luôn. Ngay trên đảo Ga Lăng của Indo. Và đề là tiếng Việt. Dạ. Thì ngôi miếu á, là nằm ở dưới cây này là cây cây bự á, cây gì anh? Cây Indonesia, cây Beringin, không biết tiếng Việt Nam kêu bằng cây gì. Nhờ thêm chị Vi nữa, chị Vi thì biết tiếng Indo với lại tiếng Việt luôn. Đúng rồi, phải phiên dịch. Đúng rồi. Tiếng Indo nói anh nói cái cây này là cây cây Beringin. Cây Beringin là cây apa? Beringin. Kayu Beringin. Kayu Beringin nha. Yeah. English biết sao ạ? English không biết. Coi Google đi. Google? Nhưng mà nó là một loại cây có giống giống như cây bồ đề không chị? Cây bồ đề tấu. Em thấy nó giống cây bồ đề, cây suy rồi. Ở Việt Nam á. Đúng rồi, giống cây bồ đề. Cây bồ đề. Tôi mới nhớ cây bồ đề, đúng rồi. Tôi có người bạn nói cây bồ đề á. Nhưng mà nhìn lá nó lạ quá anh Phong. Nhìn khá là khác so với lá cây bồ đề. Cây bồ đề này anh ơi. Mấy cây này nó sống cộng sinh nhau á Nhân. Đúng rồi. Và có thể nói á, thì đây á, là một gọi là một quần thể cây luôn. Với những cái bộ rễ là san sát với nhau và tạo thành như là mình nhìn lên giống như là một cái rừng vậy đó. Đúng rồi, có ngoài sau đó. Cây này anh đoán tuổi đời nó bao nhiêu năm? Ui cây này lâu lắm rồi anh ơi. Lâu lắm là bao nhiêu? Rapa ta hôn biết. Mấy chục năm rồi nè. Này hàng chục năm mà. Cái này năm hàng chục, em nghĩ cũng chưa to như vậy đâu. Đúng rồi. Nó phải lên đến hàng đúng trăm rồi. Năm. Đúng rồi. Với cái bộ rễ như vậy. Và ngôi miếu á, thì nằm ở ngay dưới tán cây như vậy luôn. Dạ. Tạo cho mình một cái cảm giác rất là linh thiêng.
Có lẽ thì cái vị trí lập miếu thì ngày trước mọi người cũng chọn ngay dưới tán cây như vậy cho mát và có một cái sự linh thiêng. Dạ, một cái cảm nhận tâm linh cho mọi người. Dạ. Lúc đó cái chỗ này là làm bằng cây. Làm xong bằng rồi, cây. À, làm bằng rồi, cây. Xong rồi, cái nhà này hả? Xong rồi bạn của tôi ở bên Thúy Điên Lạ Hòa mới làm bằng gạch xi măng. Làm bằng gạch xi măng. Dạ, tên Anh Hùng. Anh Hùng đó là. Dạ. Cái xương màu đó này Anh Hùng mù. Kêu tôi xuống. Anh Hùng, Hùng. Anh tên Hùng. Anh tên Hùng ở bên Thúy Điên. Nhưng mà anh là gốc Việt Nam. Anh là gốc Việt Nam. Hồi xưa có dục viện ở Đà Lạt. Nhưng mà miếu là hai cô kìa nhân. Dạ. À, có một cái điều á là nơi này á là miếu hai cô. Mà ở ngoài cổng á là miếu ba cô. Ôi dạ. Dạ. Ở ngoài cổng là miếu ba cô, còn đây tiếng Việt nè là miếu hai cô. Hai bên á thì có chữ chữ Tiêu à. Gái Việt. Gái không? Việt tự hào. Cú. Muôn. Cái gì muôn thở, muôn gì á? Muôn thở. À muôn thở. Cái này là gì á? Chữ gì á? Còn bên đây là tuổi xuân, tuổi rạng, xuân rỡ, rạng rỡ, tiếng danh thơm. Danh thơm. Bên đó em ghép lại hai từ đọc lại lần nữa đi. Gái Việt tự hào. Lưu muôn thở. Lưu muôn thở. À, lưu muôn thở. Tuổi xuân rạng rỡ, tiếng danh thơm. À, có lẽ thì anh Abu chắc là cũng nghe những người bạn nói lại cái câu chuyện của anh khi nãy anh có vừa nói. Nhưng mà nếu như theo em nha, em có đọc những tài liệu, những bài báo rất là nhiều rồi. Thì em được biết câu chuyện là như thế này. Cái này là theo như em tìm hiểu nha. Không biết có đúng hay sai thì mọi người có thể để lại bình luận. Đó là hai cô này thì ngày xưa là người Việt. Người Việt. Và sau đó thì hai cô ở trên đường mà vượt biên sang đây á. Thì anh cũng biết là muôn trùng sóng biển rất là khó khăn. Và đặc biệt khi mà đi ngang qua Thái Lan á, là có về việc là hải tặc á, tức là cướp biển. Thì hải tặc Thái Lan á, là đã cưỡng hiếp hai cô rất là nhiều lần. Và sau khi hai cô tị nạn sang đây á, thì thay vì được người khác nhìn bằng một cái ánh mắt đồng cảm á, thì không có, hai cô lại bị gọi là bị kỳ thị. Thì hai cô là mang cái nỗi uất hận ở trong lòng. Và đỉnh điểm á, là trong một lần khi mà có một người khách Mỹ á, đến, thì hai cô bị buộc vào tội là ăn cắp cái ví của cái cô khách Mỹ đó. Tại vì giống như là anh đã bị một cái vết nhơ rồi thì mọi cái tội lỗi sau đó ở khu vực này thì đều đổ cho hai cô. Thì bị cái tội ăn cắp đó thì hai cô uất hận quá thì hai cô đã kết liễu đời mình bằng cách tự tử và treo cổ, đúng như anh nói. Đúng rồi. Cho đến lúc sau này thì có một người là mới bị phát hiện, phát giác ra và tự thú lại là cái ví là do cái anh đó, anh ăn cắp. Con khỉ. Không sao, không sao, không sao, không sao. Ảnh ăn, coi chừng nó giật cái máy. Nó giật cái máy á. Không có giật cái máy đâu. Cái này không phải con kỳ ở Bali á. Dạ. Còn ở Bali này giật cái máy. Và cũng từ đó đó thì cái nỗi oan của hai cô là cũng được rửa ra. Nhưng mà cái tiếng xấu, cái sự việc thì nó đã vỡ lở thành như vậy rồi. Hai cô đã mất rồi. Và người ta lập lên miếu hai cô này. Sau này thì có thêm một cô nữa. Một cô này. Sau này. Bên này hả anh? Bên này. Đúng không? Đúng rồi, cái này là hai cô. Bên này một cô. Cái này một cô. À. Tất cả hết ba cô. Như vậy là sau này là có một cô nữa, là cũng bị cái tình trạng tương tự đó. Thì cô này nè, cũng bị cướp biển. Cũng giống như hai cô kia luôn. Giống như vậy. Dạ. Chỉ khác cái là không có bị thêm một cái vòng luẩn quẩn, đó là thêm tội ăn cắp thôi. Còn lại thì cổ cũng đã kết liễu đời mình. Bởi vì uất hận cái việc mà bị cưỡng hiếp. Và từ đó thì nơi này từ một ngôi miếu hai cô, thêm một cô nữa, thêm một cô đó. Thì thành ba cô. Ba cô. Thì theo như những tư liệu em đọc được là vậy. Dạ. Thì không biết có đúng không thì có thể đúng nhờ rồi, anh ơi. Đúng rồi. Đi hả anh? Đúng rồi. Không biết vì sao mà miếu của cô này lại không có thờ Bát Nhiên hay là bất kỳ một cái gì hết hả anh? Dạ. Chắc khỉ quá. Khỉ nó quậy quá. Con khỉ ở đây nó quậy lắm. Hồi trước thì có thờ hả? Có thờ. Vậy là cái đám khỉ này nè. Đúng rồi. Đó đó. Nó chuẩn bị đó chạy xuống. Chỉ sợ là nó giật đồ mình thôi. Không không, không có giật đồ đâu. Không có giật đâu, không giật đâu, lát họ nó giật nó biết. Của anh hồn. Không không không. Nó nhanh hơn em á. Nó sợ em luôn. Đó thì cũng chia sẻ một chút để cho mọi người hiểu được rằng người Việt của mình
có một đời sống tâm linh rất là phong phú, và việc thờ tự, đền miếu chùa nhà thờ thì rất là nhiều. Người Việt cũng ở đây. Dạ, lúc người Việt cũng ở đây. Chị hỏi anh đó là anh cảm nhận về văn hóa nè, về cách sống có tốt. Ôi dạ, tôi hiểu rồi. Người Việt Nam ở đây ha, lúc chưa có về, chưa đi. Không, cái này chết rồi. Lúc chưa mang nghe còn sống á. Nhưng mà có ngày sống có ngày chết nha. Mấy người kia lại thấy ok, lại tốt. Với mấy người bạn của mình Indonesia, với mấy người bạn mình Việt Nam nguyên cái chạy này thấy ok. Nhưng mà thầy nhiều người có ngày xấu của người tốt. Thầy bình thường thôi, giúp nhau, chỗ nào cũng giúp nhau. Tôi có nghe ở bên Thái Lan, thầy nhiều người, có người quên cái thằng này, có người quên cái thằng này, rất là bình thường thôi. Giống cái này tốt nhất là thầy ok rồi. Nhưng mà đảo này ha, nguyên cái nước ngoài biết, nguyên cái nước ngoài biết á, thầy có người Việt Nam. Đảo Ga Lăng này, nếu không có đảo Ga Lăng này, chắc nước ngoài không có biết. Không có biết đến Việt Nam. Dạ, đúng rồi. Thầy có người Việt Nam giúp biên ở đây này. Tôi cũng cảm ơn nhiều biên, nguyên cái người Việt Nam. Tức là anh nói là những người ở đây xung quanh anh, bạn bè anh thì rất là tuyệt. Nhưng rồi. Mà trong một cộng đồng thì chắc chắn là có người tốt, có người xấu. Dạ, đúng rồi. Anh cũng nhìn thấy những điều đó. Dạ. Nhưng mà những người bạn của anh chơi với anh và sinh sống với anh là những người tốt. Người tốt. Dạ. Nhưng mà bình thường thôi. Có người xấu không? Hả? Có người tạo bagus ạ? Ít lắm. Còn về việc, ví dụ như người Việt, khi mà có những người Việt mất, thì họ người ta lập lên những cái miếu như thế này, người ta thờ cúng, người ta tôn thờ, thì chị thấy là anh, chị hỏi anh là cảm nghĩ của anh như thế nào á? Anh đã rất lâu đã đào lòng mình nghe kể cái ni chị đi cam mu là sai nha cái mana anh ấy nhầm mana ga ôi vậy dạ. bình thường thôi. Thì cũng một thêm một cái câu chuyện nữa. Có lẽ thì anh em mình trước khi rời khỏi đây, mấy anh em mình cũng xin phép thắp một nén nhang. Rồi sau đó anh em mình sẽ tiếp tục hành trình, đó là đến viếng chùa Quan Âm. Quan Âm Tơ nè, chùa Kim Quang. Chùa Kim Quang. Xong rồi Quan Âm Tên, Quan Âm Tơ. Chùa Quan Âm. Nhà thờ. Và một số cái vết tích về những công trình bỏ hoang, ví dụ như là bệnh viện, trường học nếu như còn ở đây thì bệnh viện ở đây nè, về bệnh viện mình không được vô, mình phải vô. Ba lại ha. Cách ngôi miếu Ba Cô không xa thì sau lưng của Bùi Hồ đây là tượng mẹ Quan Âm, một cái ngôi tượng mà trước đây cộng đồng người Việt sinh sống ở đây lập nên để thờ, để tín ngưỡng về sự tâm linh. Và hôm nay thì có dịp về đây thì Bùi Hồ sẽ quay cho cô bác quý anh chị thấy một cái bức tượng mẹ Quan Âm. Trước đây hình như là Bùi Hồ nghe nói đây là một cái ngôi chùa của cộng đồng người Việt đến đây để mà sinh hoạt tôn giáo cũng như là tín ngưỡng tâm linh đó cô bác quý anh chị. Bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Ở đây thì có một cái giống như là một cái tháp gì đó cô bác anh chị. Và trước đây chắc có lẽ là một cái ngôi chùa, nhưng mà sau này thì chỉ còn lại là một bức tượng mẹ Quan Âm thôi. Vào khoảng thời gian từ khi mẹ được lập lên ở đây á, thì lúc đó anh Abu cũng là một người sinh sống với người Việt ở tại nơi này. Thì anh thấy là mọi người đến đây để thờ cúng, để thắp nhang và để cầu nguyện mẹ nhiều không? Nhiều lắm. Có người Việt ha, muốn xin cái gì nó cho liền. Tôi có một người bạn nó nói tôi muốn xin đi định cư đi qua Úc á, vô liền xin như vậy con âm tự này được không? Được. Xong rồi tôi có người tiểu là xin á, người tiểu nó nghèo là xin gì người quan âm tự này ha. Xong rồi nó làm cái gì, làm cái gì nó có tiền luôn, được hết luôn. Tức là mẹ nơi này thì rất là linh thiêng đối với người Việt và cả những người ở nơi đây luôn, đúng những rồi. Người theo đạo Phật đúng rồi dạ
Và anh cũng đã từng chứng kiến là đã có những người đến đây xin và được làm ăn rất là suôn sẻ. Thì ok liền lắm, ăn thì ok rồi. Là ok liền? Ok liền. Dạ. Anh nói cái người đó là tên gì? Quên rồi. Hồi nãy em nghe nói là anh nói là một anh người Tiều hả? Hay là... Người Tiều Indo đó. À, người Tiều Indo. Dạ. À, tức là người Indo cũng đến đây để xin luôn. Đúng rồi. À, và mẹ đã linh thiêng, giang tay cứu khổ cứu nạn cho bá tánh thập phương. Đúng rồi. Dạ. Ai thành tâm có lòng thì sẽ được. Dạ. Bây giờ thì nhờ chị Vi là cũng đang lau chùi lại mẹ cho sạch sẽ. Đúng rồi. Chắc anh Hồ làm thế nào để lau được phần mặt của mẹ? Mặt của mẹ em thấy là đang bị dơ quá. Dạ. Cho nên mình có lòng mình làm sạch mẹ thôi. Mấy anh em hôm nay cũng rất có duyên khi đến được đảo Galang ở Indonesia và hiểu thêm về những phần ký ức, những phần cuộc sống ngày xưa của bà con Việt Nam tị nạn trên đảo Galang này, và đặc biệt là vấn đề tín ngưỡng tâm linh thờ tự. Thì người Việt của mình dù cho ở đâu cũng vậy, ở đâu cũng có niềm tin tín ngưỡng tâm linh rất là đẹp, và những niềm tin vào tôn giáo cũng rất là đẹp. Đến đây thì cũng thỉnh tượng mẹ đặt ở đây. Và thực sự thì với cuộc sống xa quê và có rất là nhiều những điều bất trắc ở xứ người như thế này, thì ngoài việc là họ, ngoài tinh thần cố gắng của người Việt mình, một tinh thần bất diệt dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, thì niềm tin tâm linh cũng là một điều để cho tất cả mọi người có một chỗ dựa tinh thần. Ở đây có những cái giấc gì đó rất là khó lao. Dạ. Cái nào mình chùi sạch được thì mình cứ chùi. Cái mất bẩn của bụi đó. Dạ. Thực sự thì niềm tin tâm linh tín ngưỡng của người Việt có rất là quan trọng. Nó làm đẹp cho đời sống tinh thần, và nó là một động lực rất là lớn để chúng ta có thể thích nghi với mọi cuộc sống khó khăn và mọi hoàn cảnh gian khổ nhất. Hồi anh Apu ở đây thì ngay tại tượng mẹ của anh đã hình thành chưa? Hả? Hồi anh ở đây thì đã nơi đây đã hình thành chưa? Hay là mới đây thôi? Cái này là lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Vậy là cái bức tượng này thì cũng mấy chục năm hả? Đúng rồi. Từ năm 91-92 anh hả? 91-92 đó. Anh nghĩ là lúc mà cộng đồng người Việt bắt đầu sinh sống ở đây á, thì bức tượng này đã có rồi. Và hiện nay cũng đã gần 40 năm rồi. Người Việt Nam ở đây là 16 năm. 16 năm? 16 năm. Trình á, mình chỉ có thể tham quan được ở những nơi công trình tâm linh, một vài cái phế tích, chẳng hạn như là bệnh viện cũ nè, rồi trường học cũ nè, rồi hoặc còn thậm chí là những cái dãy nhà cũ, nhưng mà chỉ còn là những cái mách ngói. Còn ở bên kia thì còn có một cái trung tâm trưng bày, và từ sáng giờ thì mấy anh em cũng đã đến địa điểm đầu tiên, đó là nghĩa trang nơi hơn 500 người Việt đã ngã xuống ở đó. Hai, ba, bốn, năm. Lấy hết. Dạ. Hai anh em mình ha. Dạ. Dạ. Còn nữa. Em muốn không? Không, em thắp rồi. Thắp đi. Ờ, thắp thật. Nha. Sao cài á? Hả? Mấy cây? Ba cây. Bro, nhìn lên bro, mang chết bro.
theo mà Bùi Hồ muốn đến đó là Ba Gác, hay còn gọi là nhà ở cho ngay tại Ba Tam của Indonesia, cô bác của anh chị. Phía xa xa cô bác của anh chị có thể thấy đây là những cái căn nhà rất là tạm bợ ha. Và người ta sẽ xây làm 2 tầng, được xây bằng gỗ hết à. Đây là các phòng trong cái nhà Ba Gác, và mỗi một cái phòng như thế này là khoảng 3-4 gia đình ở. Ở ngoài sau này có nhà vệ sinh nè, nhà bếp. Sau thời gian thì nó cũng đã xuống cấp rồi. Người ta nhà ở đây người ta gọi là Ba Gác. Đó là nhà bếp, cái này là chỗ ăn cơm. Ở đây thì mọi giống như là một cái nhà tiền chế vậy đó. Và người ta có hai dãy ở trên và ở dưới. Đó, người ta gọi là Ba Gác cho những người mà tị nạn chạy sang đây ở. Đây là một cái phòng ở dưới và một cái gác lửng ở trên. Ở đây do thời gian thì bây giờ nó cũng đã xuống cấp rất là nhiều. Ở trên này là cái phòng ngủ ở trên này nè. Đó, người ta sẽ làm bằng dáng như thế này. Đó. Mỗi một cái căn phòng như thế này là một hộ gia đình. Và ở dưới này là người ta dùng để nấu nướng cũng như là sinh hoạt, ở trên là để ngủ thôi. Ở chỉ còn cái Ba Gác này còn sót lại thì mình thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 hộ. Ở đây là một cái nơi mà người ta sinh hoạt, và ở sau lưng cái cánh cửa này thì sẽ có một cái nhà vệ sinh. Ở đây một nát hết rồi cô bác anh chị. Đó. Ôi ơi, hết hồn. Cái nhà vệ sinh hay là một cái nơi tắm rửa. Còn ở trên là người ta đã sinh hoạt. Ai ở đây cũng đâu có tốn tiền đâu ha. Dạ, người ta cắt cho ở mà. Thì hiện nay thì chỉ còn lại là phế tích thôi. Và đây là một cái con đường đi lên cũng rất là nhiều hộ, những cái Ba Gác ở trên này. Đó. Và người ta sẽ sinh sống ở đây, sau đó người ta sẽ đi sang một nước khác. Một kim quang. Thì có một tên chùa thì viết bằng tiếng Việt luôn đây. Có tiếng Việt luôn. Chỉ có một bức tượng thôi. Em có ở đây chưa? Chưa. Chưa. Em đi tượng mẹ bự. Ồ dạ, thằng mẹ bự chứ, ở dưới. Mới vào là giống kiến trúc chùa Việt Nam ha. Và theo hệ phái Bắc truyền á, anh con. Tiêu diện hộ pháp. Nhân ở đây nè anh ơi. Anh, nhân nè. Nhân bên này. Ừ. Chùa này là sư thầy hay là sư cô anh? Thầy. Sư thầy hả? Dạ. Đây là Ngọc Hoàng đúng không? Dạ. Tượng Ngọc Hoàng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anh Abu, anh lấy cái gì? Em vẫn chưa hiểu thì trong thời gian đó đó anh Abu, khi mà người Việt mình lập nên ngôi chùa này á, thì chùa là sẽ có sư sẽ trông coi ở trong chùa và cũng là để tụng kinh bái sám hàng ngày cúng kiến. Thì ngôi chùa này có sư không anh? Sư ở Ba Tam. Sư ở Ba Tam. Sư ở Ba Tam, sư Indo. Ba Tam thuộc Indo. Dạ. Dạ. Tức là sư đó là về trại tị nạn ở đây và ở trong ngôi chùa này luôn, tu lúc tập người, ở đây luôn. Lúc người Việt Nam ở đây, chùa đó không có, sư đó không có. Xong rồi hết người Việt Nam á, cái sư nó mới qua. Như vậy thì trong thời gian mà người Việt Nam sinh sống ở đây thì chùa này không có sư hả? Có, người Việt Nam. Sư là người Việt Nam. Sư có người Việt Nam. Và sư đó thì... Sư đó là bây giờ đi qua Mỹ rồi. Yeah. Hết chừng. Thì sau này sư đó mới qua Mỹ. Đúng rồi. Thì sư ở chùa Ba Tam mới quản cái ngôi chùa này. Nhưng mà hiện tại sư không có ở chùa.
Sau bây giờ không có chùa, bây giờ nó ở Bà Tâm, tại nhà có sửa đó ở Bà Tâm. Dạ. Yeah. Yeah. Xưa này là cho má nghệ anh đồ dở, thì ông tôi này kêu tôi dở, dở chùa này. Nhiều có cái gì này đang tòa cho má nghệ kì. Dạ, hiểu rồi. Hiểu rồi. Bây giờ thì anh Phong cũng đang đại diện để thắp nhang. Anh em mình chắc cũng thắp nén nhang đi ha anh Hồng. Rồi, đúng rồi. Dạ. Thắp đi. Oke. Enggak, itu satu aja taruh. Dua lagi di sana. Kanan kiri. Ngoài sao có nhiều mình không? Cũng tương tự như các ngôi chùa ở Việt Nam mà, thì ngôi chùa này á thì theo chùa Bắc Tông và sư theo chia sẻ của anh Abu á thì sư chỉ chủ nhật mới vô đây một lần thôi. Và nơi đây thì có vẻ rất là thanh tịnh. Đây là ngày tiêu diện hộ pháp nè. Đây. Khi người Việt mình đi đâu cũng mang đến một cái sự tâm linh trong cuộc sống á. Đây ở giữa chánh điện thì có một đức Phật. Có lẽ đây là bài vị của những người. Ở dưới này có Ngọc Hoàng. Và cả bức tranh của Phật Thích Ca. Tiên sinh xong. Thấy Phong sinh xong sinh thử. Tao thử. Đây là hai cái que. Tao thử. Sinh không phải sinh thiệt. Sinh thiệt. Hồ cậu sinh con. Cái miếng xăm là phải miếng úp miếng mỡ đúng không? Chưa được. Dạ. Yeah. Chưa được. Chưa được ha. Phải miếng lật miếng ngửa. À, được rồi. Được nè. Được, ok. Lần đầu tiên làm cái công việc này. Xin xong. Gửi lại. Sau một hồi thì bụi hồ cũng quay cho cô bác quý anh chị xem về một cái ngôi chùa Việt Nam tại đảo Ba Tam của Indonesia. Thì cuộc sống của người Việt mình trước đây nên là thử là đời sống tâm linh ở đâu cũng có mà cũng hiện hữu. Và đây là một cái nét văn hóa rất là hay của người Việt tại đất nước Indonesia mà Bùi Hùng muốn chia sẻ cho cô bác quý anh chị. Cách chùa Kim Quang khoảng 500m thì Bùi Hồ đã đến một cái nơi gọi là nhà thờ của cô bác quý anh chị khi mà sinh sống ở Việt Nam theo đạo Công giáo. Thì như ở cái clip trước Bùi Hồ có quay về cái nghĩa trang người Việt ngay tại Ga Lăng này, thì có những cô chú anh chị là theo đạo Phật giáo nè, có những cô chú anh chị là theo đạo Công giáo, và đời sống tinh thần kết hợp với đời sống tâm linh là một phần tín ngưỡng, một cái nét đẹp trong cuộc sống của cộng đồng người Việt. Ga Lăng của Ba Tam của Indonesia. Đây là một cái vùng quê thì cứ tưởng tượng nó giống như là một cái giống như là một cái cộng đồng người Việt khu nhỏ của bác quý anh chị. Bây giờ ở bên đây là cái cánh cổng nè. Đó, bây giờ Bùi Hồ sẽ qua đây quay cho cô bác quý anh chị thấy ha. Đây là cánh cổng cái nhà thờ của đạo Công giáo ở Indonesia này á, thì công gồm có là Hindu giáo nè. Còn có đạo Hồi, đạo Hindu, Phật giáo, Công giáo. Và đạo Hồi thì rất là nhiều, chiếm khoảng 80%. Và đây là cái cổng của nhà thờ đạo Công giáo. Nhà thờ Đức Mẹ Vô. Nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Đó. Trước đây thì sống ở đây khoảng hơn 16 năm mà khi mà trại tị nạn đóng cửa thì đây cửa dẹp luôn. Và chỉ còn lại là những cái phế tích. Thank you.
Ủa anh Abu ở đây thì còn lại còn Đức Cha đây không? Cha đi ở Ba Tam. Ở Ba Tam. Thì lâu lâu mới xuống đây một lần thôi. Trước đây thì cũng là cha là người Việt luôn ha. Cha người Việt đi người Indo. Cha người Việt. Với người Indo luôn. Với người Indo. Cha hồi xưa tên Phát Mồ. Dạ. Cha Phát Mồ. Phát Mồ ha. Dạ. À. Bây giờ ở Jakarta rồi. Bây giờ ở Jakarta. Dạ. Dạ. Trước đây là một cái nhà thờ được cộng đồng người Việt xây nên. Đúng rồi. Rồi sau này thì đóng cửa. Trại đi nạn đóng cửa thì được sự tiếp quản của người Indo. Indo đúng rồi. Dạ. Anh là một người theo đạo đạo Hồi. Đạo Hồi. Dạ. Dạ anh có thường đi nhà thờ không? Anh có khi nào đi nhà thờ không anh Abu? Nếu bạn tôi dắt tôi đi nhà thờ, tôi cũng đi qua nhà thờ luôn. Dạ. Nếu bạn tôi đi qua, dắt tôi đi qua chùa Văn Âm ở chùa Kim Văn, tôi cũng đi. Dạ. Chỗ nào tôi cũng đi hết luôn à. Tín ngưỡng. Ở đây thì phía trước mặt Bùi Hồ thì có tượng một cái Đức Mẹ. Đức Mẹ. Bên đây nè cô bác anh chị. Đức Mẹ. Đó. Dù theo tôn giáo nào đi chăng nữa thì vẫn muốn đạo nào đi nữa thì dẫn dạy con người ta đến cái chân thiện mỹ, những cái đẹp, tốt đẹp. Chúng con xin phó dân. Tí xíu nữa nha. Đây là một cái hình ảnh, một cái chiếc thuyền. Năm 1985 của đạo Công giáo, Cộng đồng Công giáo Việt Nam, Gia Lăng. Tạ ơn Đức Mẹ. Ở đây là tạ ơn Đức Mẹ, lại Mẹ Maria chúng con đồng hành. Tạ ơn Mẹ đã cứu thoát chúng con qua cơn phong ba gian khổ và dìu dắt chúng con đến được bên bờ. Trong tay Mẹ chúng con đồng kính tạ ơn bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Và hình ảnh ở bên đây một cái dâng lên Mẹ, lại Nữ Vương vô nhiễm nguyện tội tôn, con thuộc về Mẹ, mọi sự của chúng con là của Mẹ. Mẹ mãi là Mẹ, mãi là Mẹ của chúng con. Thì đây là cái nhà thờ nè. Thì Bùi Hồ thì cũng không có biết gành về tôn giáo, thì tiếp tục hành trình thôi cô bác anh chị. Tổng diện tích mà sáng nay anh em đi cùng với lại anh Abu á, để dành cho những người tị nạn là khoảng 80 công đất, 80 hecta. Và cái vết tích cuối cùng còn lại đó là bệnh viện tại đây. Bệnh viện ở cái trại tị nạn Gia Lăng 1. Gia Lăng 1 Thanh Đẻ. Có phòng phòng thuốc, phòng về phòng về phòng người ta ngủ đó. Phòng lưu. Phòng lưu vậy? Phòng mổ hả? Phòng mổ. Phòng ngủ. Phòng người ta sinh đẻ xong người ta sinh ngủ. Đẻ. Đẻ. Vậy là chủ yếu ở đây là bệnh viện này là để phòng thai sản thôi. Dạ đúng rồi. Bây giờ chỉ còn là một vài vậy nha. Nếu mà lớn như vậy thì ở phía sau này sẽ là những cái dãy nhà như thế này nè. Ở đây chỉ là cái mặt trước của cái bệnh viện thôi hả anh Abu? Đây cái mặt trước cái bệnh viện này. Đây trong quá trình xây dựng thì người ta xây dựng cái vật liệu tạm á, cho nên là đây là còn, còn những cái nền móng nào không? Nè cái nền nhà này. Cũng cuộc sống nó cũng sầm uất như những gì mà ở Việt Nam vậy đó. Dạ đúng rồi. Bán xin họ làm được mọi thứ luôn. Đúng rồi. Do việc mà thời gian thì bây giờ chỉ còn là những phế tích thôi. Và sáng giờ thì Bùi Hồ có cùng cô bác quý anh chị đi thăm những cái trường, những cái ngôi chùa, những cái nhà thờ và những cái phế tích còn sót lại, cũng như là những cái nghĩa trang người Việt ở tại đất nước Indonesia xa xôi như thế này. Cô bác quý anh chị có thể mường tượng rằng ở đây 16 năm, trại tị nạn này hoạt động khoảng 16 năm, thì
ở đây nó bao gồm gồm bệnh viện nè, trường học nè, nhà thờ, chùa và miếu cho người Việt sinh sống và sinh hoạt tại đây. Thậm chí là trên đoạn đường mà mình đi lúc nãy đó thì mình có bắt gặp được là có cả những cái hàng quán, những cái siêu thị mà như anh Abu chia sẻ. Và đây là một cái phần phế tích còn sót lại, đó là cái bệnh viện ngay tại Ba Tam này, tại Ga Lăng. Chỉ còn phế tích sót lại thôi. Còn ở phía đằng sau hiện nay là một cái khu gần bao phủ, thì trước đây là một cái khu cũng khá là sầm khuất, ở một cái khu gần ở đằng sau đó cô bác quý anh chị. Và hiện nay thì chỉ còn phế tích xuống cấp, dịp du lịch về lại đất nước Indonesia, đảo Ga Lăng của Indonesia, để quay cho cô bác quý anh chị xem về cuộc sống, về người Việt đã từng sống Indo sinh hoạt như thế nào. Clip này chia sẻ cho cô bác quý anh chị hiểu thêm một phần về cuộc sống của người Việt trên khắp nơi trên thế giới. Bây giờ thì mình sẽ vô đây để xem một cái phế tích xưa còn sót lại là như thế nào của một cái bệnh viện nha. Chỉ xây trong vòng vỏn vẹn 2 năm thôi, nhưng mà ở đây thì cũng cô bác quý chị có thể thấy đến đây, đây là làm từ những cái giống như cắt đông, cái loại giấy ép cứng á. Kết thúc về một cái clip tại Indonesia tại đây, rất mong video clip này sẽ mang cho cô bác quý anh chị một cái kiến thức nào đó về người Việt sinh sống ở mọi nơi trên thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau ha.